xin chào toàn thể bà con. Em hiện tại đang đứng ở vườn nhà anh Tài, khu vực xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì em vào vườn nhà anh Tài là cây này như mọi người có thể đoán được 5 tuổi không? Cây này của nhà anh đã được 6 năm rồi, nhưng mà anh để là thuần tự nhiên. Anh không cắt tỉa, tức là không có thời gian luôn, cũng như cắt tỉa cành tăm, cành bệnh, và cũng như chưa rõ cái cách xử lý ra bông ở trong thân đó, như những cành nhện đó. Thì em sẽ làm một video nhỏ nhỏ ngắn ngắn này, là hướng dẫn mọi người là cắt tỉa những cành vượt. Đây điển hình như là đây là những cành vượt rất là to luôn. Những cái cành này là nó sẽ lấy dinh dưỡng của cây rất là nhiều, tập trung là dinh dưỡng cây ăn đến đâu nó sẽ tập trung nuôi những cái cành vượt này. Đây, những cành vượt như này trong thân là mọi người nên cắt tỉa cho em. Đây điển hình cả cái cành này nữa. Đây này, em sẽ cắt những cành như này. Đây là cùng video ngắn ngắn, bà con ở nhà vườn là nên cắt tỉa cho em để sao mà tạo sự thông thoáng cho vườn cây của nhà mình ạ. Đây là những cành vượt mình nên cắt tỉa. Đây là cành vượt. Đây điển hình, nhưng mà cây này to quá, là em thì với cái lực tay của em là em không đủ, nên là em sẽ cắt từ từ dần dần. Nhưng mà đây là em chắc là cần phải có sự hỗ trợ của một anh nào đó để cắt những cái cành vượt như này. Đây bà con là lưu ý nhá, đây là những cái cành nhện là mọi người có thể làm bông ở trong thân ạ. Đây là những cành nhện này, bà con là có thể làm bông nhá. Thì ví dụ như trước khi mình cắt ức chế ở cành nhện này, thì mọi người ở dưới gốc mọi người có thể là giải lân với kali để ủ mầm này, và trên là phun cái để tạo mầm như là 10-60-10 trước đã, rồi sau đó mọi người xịt cho em hai lần cữ để như là MKB 10-60-10. Sau đó mọi người cắt ví dụ đây là cành nhện, thì mọi người cắt lên đây cho em, lên đây để chừa cho em tầm khoảng là từ trong cái phần thân là này, chừa cho em tầm khoảng 10-15 phân để khi mà mình xịt tạo mầm nó sẽ ức chế ra những cái mầm hoa. Đây là những cái cành nhẹ nhé, mọi người lưu ý giúp em là những cái cành này để quả trong gần thân thì trái nó sẽ to và tròn, và chất lượng trái nó sẽ ngon hơn so với những trái đầu cành. Còn đâu đây là những cái cành vượt, mình nên cắt bỏ cho những cành này ra khỏi cây. Đây điển hình như những cái cành này chẳng hạn, là mình cũng nên cắt tỉa cho em cho nó thoáng, thông thoáng cho vườn. Còn đâu đây là những cái cành tăm là mình cũng nên là xử lý, là cắt bỏ ra khỏi cây. Đây cành tăm bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn. Đây là những cái cành này mình nên là cắt tỉa. Và vừa rồi đấy là một video ngắn ngắn là em quay hướng dẫn mọi người cắt tỉa. Mọi người chưa nhà vườn mà chưa rõ cành tăm, cành nhện hay là cành vượt như nào, mọi người có thể để lại số điện thoại trên bài viết này thì em sẽ hỗ trợ mọi người ạ.